Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ. Để biết được giá xe, tổng hoàn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Actra cho cả 3 phiên bản, từ phiên bản Premium, bản số tự động, bản thường và bản số sàn. Khi mà sang giữa tháng 10 này, chiếc xe Mitsubishi Actra nó được tăng cường thêm khuyến mại em nhé. Đặc biệt dành cho bản số sàn và bản Premium đấy ạ. Ok, đi vào chi tiết từng phiên bản ạ. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Actra bản số sàn ạ. Bản thấp nhất của dòng xe Mitsubishi Actra. Với giá niêm yết của chiếc xe đang là 380 triệu. Sang tháng 10 này, giữa tháng 10 này thì đại lý Trung An đang bán với giá đang là 330 triệu ạ. Trước đấy thì em đã có báo cho anh em là giảm giá là 341 triệu và bây giờ đang là 330 triệu ạ. Tức là đang giảm giá sâu hơn là 11 triệu em nhé. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Actra bản số sàn này là nó đang là 396 triệu ạ. Xin lỗi, 398 triệu ạ. Tỉnh thì là 371 triệu. Tỉnh Atuncham thì là 378 triệu. Và ở Tây Minh thì là 390 triệu ạ. Còn anh em muốn giá tốt hơn hay một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy quyết định cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Actra bản số tự động, bản thường ạ. Với giá miết của chiếc xe đang là 460 triệu. Sang tháng 10 này, giữa tháng 10 này thì đại lý Trung An đang bán với giá đang là 401 triệu ạ. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Actra bản số tự động bản thường này là nó đang là 478 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 450 triệu. Tỉnh Atuncham thì là 459 triệu. Và ở Tây Minh thì 460 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi giá xe, tổng hoàn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lát xuống hàng thế nào thì anh em điền tin như là tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để có thể thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Ok, tiếp theo thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Actra bản Premium ạ. Với giá biết của chiếc xe đang là 485 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 10 này, giữa tháng 10 này thì đấy chúng em bàn với giá đang là 420 triệu ạ. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Actra bản số tự động bản thường này là nó đang là 500 triệu tròn ạ. Còn tỉnh thì 471 triệu. Tỉnh Atuncham thì là 481 triệu. Và ở Tây Minh thì là 491 triệu ạ. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Ok, vậy dòng này nó giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng hoàn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Actra cho cả 3 phiên bản. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy dòng này xin phép em cho dừng vào đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để sự cập nhật về giá xe thông dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau để cho sự chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn sau này cảm ạ.